Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi, thì trong thời gian offline mình đã có chế tạo hai cái infuser. Đó chính là hai cái máy nghiền nha các bạn ơi. Thì các bạn có comment là mình nên tạo những cái loại juice, đó những cái loại nước ép để mà tăng EV cho nó nhanh hơn là cái cách luyện. Thì sẵn mình cũng đang thiếu những cái khăn luyện điểm tấn công và điểm tấn công đặc biệt, nên là mình sẽ đi chế tạo nước ép luôn nha các bạn ơi. Đó, thì chúng ta sẽ có hai loại nước ép là màu đỏ và màu xanh dương để mà nó tăng tấn công và tấn công đặc biệt nha. Đầu tiên thì màu đỏ thì chúng ta có thể ép từ những cái quả màu đỏ ra. À, quên mất, để mình cho các bạn coi công thức của máy nghiền. Đó, thì nó rất là đơn giản thôi. Từ những cái thỏi aluminum nè, một cái lò, hai cái last bottle, đó, chặt cu và amethyst. Đó, rất là đơn giản thôi nha. Rồi, thì mình đã có hái khá là nhiều berry ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó nghiền nha. Đầu tiên là màu xanh. Tiếp theo đó chúng ta có thể cho nó nghiền màu đỏ. Thì cái tiếng gì vậy? À, cái tiếng máy nghiền á. Trời ơi, hú hồn. Màu đỏ thì chúng ta có thể cho nó nghiền hai màu đỏ giống nhau luôn nè. Trời ơi, đây chúng ta có được nước ép màu xanh nè. Nó sẽ tăng special attack, điểm tấn công đặc biệt đó các bạn ơi. Ồ, ngon lẹ chưa? Đầu tiên thì mình sẽ cho tăng cái điểm của em Zengu trước đã. Zengu thì sử dụng tấn công thôi. Tấn công thì mình sẽ cần màu đỏ nha. Đó, chúng ta sẽ cùng kiểm tra điểm EV của Zengu nào. À, tấn công của nó đang là 85. Ôi, hiện tại là máu, điểm phòng thủ đặc biệt và tấn công đặc biệt nó đang khá là cao. Mình nghĩ là mình sẽ đi giảm những cái điểm này đi ha. Chúng ta sẽ cho nó giảm cái điểm phòng thủ đặc biệt trước. Đó, để mình coi lại điểm nha. Đó, nó giảm được 10 chỉ số nha các bạn ơi. 10 chỉ số phòng thủ đặc biệt. Ok. À, cái này nó mắc rồi, nó còn giảm được nữa hả? Hơi nguy hiểm đấy. Ok, và chúng ta phải canh. Rồi, tiếp theo là điểm phòng thủ. Phòng thủ thì cho nó 8 quả đúng không? Ok. Đứng lại coi, chạy nhanh quá vậy. Đủ chưa? Rồi, tiếp theo là điểm tấn công đặc biệt. Tấn công đặc biệt thì nó sẽ xài cái gì đây? À, hình điêu thì phải. Đây, 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 đây. Tấn công đặc biệt nó đang khá là cao ha. 7 trái, 8 trái các bạn ạ. Ok, cho nó giảm xuống. Cho nó hợp lý cái chỉ số cái đã. Rồi, điểm nó đẹp rồi đó. Máu nữa hả? Máu chúng ta có thể giảm bằng Pomade Berry. Mình sẽ giảm 4 trái nha. Ok rồi đó. Rồi, giờ điểm nó đẹp rồi ha. Cộng điểm tấn công nữa là ok. Trời ơi. Để mình quay trở lại cái máy nghiền coi thử coi nó đã nghiền được bao nhiêu lâu rồi. Ô, nghiền được 8 cái rồi nè. Ok, mình sẽ cho nghiền tiếp. Chúng ta phân ra các màu đó các bạn ơi. Tương ứng là berry màu tím thì tăng điểm máu, berry màu đỏ thì tăng tấn công, màu vàng thì tăng phòng thủ, màu xanh dương thì tăng tấn công đặc biệt, màu xanh lá thì tăng phòng thủ đặc biệt, và cuối cùng là màu hồng là tăng speed, tốc độ. Ok, nó nghiền cũng được khá khá rồi đây ha. À, cái này mình không có stack lại được hết ta. Hiện tại thì tấn công nó đang là 85. Để mình cho nó uống một bình thử nha. À, lên 93 hả? À, nó sẽ tùy theo bình các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có được 3 group. Group thứ 3 là cái group mà Tamato và Bomet này nè. Ồ, ok. Đây, group 3 là cái những cái này đúng không? Để mình coi lại coi. Hiện tại là 93 nè. Cho uống một cái này. Nó lên 1825. À, vậy hay nha. Berry nó chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ 3 là cái nhóm mà nó tăng điểm cao nhất. Đỉnh đỉnh đỉnh. Vậy thì cho nó uống cái này đi, cho nó nhanh. À, uống có mấy bình lên được 220 mấy rồi nè. Mắc luôn chưa? 252 luôn rồi. Ok. Đó, maximum rồi. Ok, mình bây giờ mình chỉ còn có 6 điểm nữa thôi. Rồi, cái Pokemon nào đây không? Picky. Ok, đi luyện luôn.
Ủa, speed cao nhưng mà vẫn bị em Picky này out speed nhờ. Đây rồi, maximum EV đối với Zangu rồi nha các bạn ơi. Khi mà em này lên được cấp 100 á, thì cái điểm EV này nó sẽ phát huy tối đa cái hiệu năng của nó. Ấy, có một NPC nhiệm vụ gì nè. Hello. À, nhiệm vụ là thu hoạch Apricorn hả? Rồi. Hay tí mình làm luôn đi ha. Nhiệm vụ Apricorn ngay tại cái vườn của mình luôn. À, Glacier cũng đang xài tấn công khá là nhiều. Mình có thể tăng điểm được cho Glacier nè. Ui, tính ra cái thuốc này nó kinh thật chứ. Mát rồi đó. Hiện tại áp thắt của nó cũng được. Để mình giảm cái điểm máu của nó xuống đi. Giảm điểm máu xuống nè. Phòng thủ. Phòng thủ và phòng thủ đặc biệt. Mình nghĩ tăng nên tăng hai chỉ số thôi. Tăng nhiều chỉ số quá nó bị rối á. Thủ nó đang bao nhiêu? 18 cho quất hai quả là xong. Ê, nhầm nhầm. Quất hai quả nè. Tiếp theo. Tới tấn công đặc biệt. Tấn công đặc biệt của nó đang là 38, quất 4 quả. Ok. Tiếp theo là phòng thủ đặc biệt. Phòng thủ đặc biệt của nó đây là 4 hả? Cho nóc 1 quả là xong. Rồi, điểm đẹp rồi đó. Giờ để mình cho nóc cái rút này đi ha. Maximum chưa? Rồi, maximum luôn rồi. Ok, maximum tấn công. Giờ tới điểm máu. Máu thì cho luyện bằng cái này đi. À, có em Rattata nè. Cho luyện luôn. Này đấy. Chắc đau phát đi. Dảnh của tở nha. Rồi, hiện tại là em Latria cũng đang có điểm EV đẹp luôn rồi đó. Thì trong tập trước các bạn có comment là mình nên chờ tới ban đêm để mà bắt cái em Among Us nè. Chúng ta sẽ học một cái skill ru ngủ của Among Us để kết hợp với Reborn á, thì nó sẽ có tỷ lệ là 5 5 lần đó các bạn ạ. Nói chung là cũng khá là xịn. Ui, em làm gì đây? Thách đấu luôn không? Pokemon hệ đá hả? Rồi. Cho Groudon ra trận luôn. Rồi, Carbine. Ok, Dynamax lên luôn nha các bạn ơi. Trời ơi, to nha. Và một hit dãnh của tỏi không? Vừa tới lượt Groudon, đây rồi. Trời ơi, bay mới có hai cái giáp thôi. Hơi căng đấy. Mắc quét một lần nữa đi. Rồi, bay hết giáp rồi. Ây da. Em này thì cấu không có xi nhê Groudon. Dảnh của tỏi không? Dảnh của tỏi luôn rồi. Và đây. Em này không biết mình có chưa nữa. Nhưng mà chắc nên bắt bằng quả Liverpool đi ha. Trời ơi, cũng thành công luôn rồi. Dưới đây có một em gì đây? Fanbi, mình bắt chưa ta? Hình như là rồi đấy. Hello, đây là Zangmo. À, em này mình chưa có. Một em rồng các bạn ạ. Ôi, bắt nó thử luôn. Em này chắc xài Nespawn là được rồi. Nespawn cho những em Pokemon level cực thấp nha. Ngon lành luôn. Và Nespawn lần này chưa thành công. Căng đấy. Vậy thì chuyển sang Liverpool vậy. Ôi, vẫn chưa được luôn. À, cái này nhỏ nhỏ vậy mà cứng đầu đấy. Đổi qua Zangu thôi nào.
Đây rồi. Con sweep một cái coi. Trời ơi. Còn một máu ngay. Mình sẽ bắt luôn bằng Liverpool đi. Một máu thì chắc thành công nó sẽ tăng rất là cao đó. Đó, vài lần này ngon lành luôn nha. Có mấy em Leferi. À, có một em Slugma ở đây nữa. Ủa, mình có rồi hả? Ờ, cái chuẩn là chưa có. Cái gì đây? Blind game. Ngon lắm. Rồi, thiết nghĩ mình nên đi học chiêu cho cái em Among Us đi ha. Chúng ta đi luyện cấp cho Among Us này cũng được. Úp, Zamazenta spawn nè. Ô, nó spawn trong một cái den anh em ạ. Nó ở là biome gì đây? Deciduous Clearing Biome. DC. À, trước mặt mình hả? Như là trước mặt mình nó sẽ có một cái đen anh em ạ. Ồ, Zamazenta. Vãi chưởng. Đây nó đâu? Ồ, đấy rồi. Wow. Rồi. Bon trong đen này sao tôi bắt đây? Đầu tiên đi. Rồi, cho Pokemon kiếm đi ra đánh với Pokemon khiên vậy. Phải cả trưởng thật. Đây, Zamazenta đây mà. Xử luôn. Đó, mất máu nha. Ui rồi. 2, 4, 6, 8 thanh giáp. Phải cả trưởng. Mắt mới mới có thằng thanh nè. Xài hệ tiên chứ mình nhầm chiêu. Rồi, mất 4 thanh giáp rồi nè. Còn 4 thanh nữa. Rồi. Nó giảm rất là nhiều luôn. Moonblast tiếp tục. Em này nguy cơ chắc mình phải xài Master Ball quá. Chứ không sao mà bắt được đây ta. Đấy, rút máu kìa anh em. Moonblast tiếp tục nha. Lại thêm 8 cái giáp nữa. Đây rồi, nó đang mất dần nè. 4 thanh. Moonblast vẫn tiếp tục là Moonblast thôi. Cố lên, cố lên. Có thể là đấu được nha. Trời ơi, xui vãi. Gặp huyền thoại nhưng mà nó ở trong đen anh em. Moonblast. Rồi, pha này cho dảnh luôn đi. Dảnh của tội. Ok. Đánh bại xong Zamazenta rồi. Chúng ta nên sử dụng cái gì đây? Master Ball ông ta hơi tiếc thế nhờ. Thôi, nhắm không nổi thì Dust Ball vậy anh em ơi. Hơi khó. Ấy. Đánh bại rồi nhưng mà bắt không được. Master Ball mình hơi tiếc quá, để dành đi chứ. Đây đó nha. Nhưng mà được một cái Ability Pack. Cái này khá là hiếm nè. Em ném gì đây? Nick kick. À, bắt luôn nha. Nick kick. Quick Ball đi ha. Rút kinh nghiệm. Hồi nãy trời tối nhưng mà Dust Ball nó vẫn không tác dụng. Dù gì nó cũng là một Legendary mà. À, Quick Ball thành công nha. Ngon lành. Slowpoke này à, mình có rồi hả? Có rồi thì đi luyện speed cho em Zekrom của mình thôi. À, có một ô Fisherman ở đây nè. Ủa, cái nhà gì kỳ vậy? Nhà cái tháp vậy? Cái gì kỳ vậy ta?
Một cái kiến trúc gì đó. Ủa? Là cái ụ vậy thôi hả? Hay nha. Thôi, không có gì thôi, tôi đi tiếp vậy. Đây là một cái khu rừng gì đó nè anh em. Ôm, quay quay veo thồ nó lại xuất hiện kìa. Từ từ. Rồi nó xuất hiện trong đen nữa. Forest. Ok. Cày thế nhờ. Trước mặt luôn em. Đây. Phải nó luôn không? Không phải. Đây, hình như là trên này nè. Vãi cả trưởng thật cái chứ. Trời ơi, thêm một em quay về tổ nữa. Quay về tổ thì hãy bay. Ừ. Thôi, đấu con vé luôn được. Dù gì em này mình cũng có rồi. Thiệt là tình nè. Cây cú quá nhỉ. À, Glacier. Ừ, được nè. Glacier ra trận đi, có hệ băng mà. Dù gì thì hệ băng đánh hệ bóng tối nó cũng không bị giảm sát thương. Đỡ hơn là xài hệ rồng. Hệ rồng đánh hệ bóng tối thì... À nó cũng vậy hả? Rồi. Đai nơ mắt thì tôi đai nơ mắt lên luôn. Lụm luôn nè. Trời ơi, nhìn lá trưa của mình kìa. To vãi. Ôi à, em này có chiêu hồi máu hả? Ui, chơi hồi máu. Hồi máu nè. Vẫn 8 cây giáp nha anh em. Căng thẳng. Tiếp tục. Chiêu Dynamax mắt hệ băng. Trời ơi, hồi máu ghê quá. Đây rồi, mất 4 cây giáp. 5 cây. Xuống 6 cây luôn không? Giáp nó nhiều ghê quá. Trời ơi, ai đưa tôi vô cái đội hình gì mà nhìn gớm vậy? Đây rồi, đây rồi. Cơ hội để chúng ta cấu máu nè. Lẹ lên, Icicle Crash. Trời ơi, mình bị hết cái hình thái Dynamax rồi. Ấy, biến mất rồi đây mới. Xui luôn. Mình sẽ lấy cái em Among Us này ra. Em này thì nó có một cái chiêu là Spot. Đây nè. Có thể đưa đối phương để đi ngủ hả? Ok, mình vừa học được cái bộ skill cho Among Us nha các bạn ơi. Thì cái này bao gồm có khá khá chiêu nè. Spot này sẽ là chiêu ru ngủ nha. Em này như mình cũng chưa có luôn. Rồi, thử thách đấu luôn nào. Pokemon hệ nước và hệ đá. Cho hệ điện. Ừ, hệ điện thì ok đó. Hệ điện ra thử nào. Điện chỉ bị ảnh hưởng hệ đất thôi. Đây là em Kosala. Ok. Thử đam luôn, chỉnh cứ tới. Một hit thôi à. Ui, rớt Water Stone. Pokemon hệ nước nên là mình sẽ sử dụng quả Nest Ball nha. Đó. Một bóng lưới. Bắt cho nó dễ nào. À, ngon lành luôn. Mình đi thách đấu đen thử coi. Đen gì đây? À, em này mình chưa có luôn. Cá ngựa anh em ạ. Là Syrah thì phải. À đây là Hoshi. Cấp 1. Thôi em này chắc khỏi Dynamax ha. Vậy giờ tốn công. Chắc một hit là rảnh luôn á chứ. Đấy. Nest spawn thôi nha anh em. Nhanh gọn lẹ. À lại thêm một em Pokemon mới nữa.
Tentacool, em này mình cũng chưa có nè. Bắt luôn bằng Whipball nào. Một em bạch tuộc. Tentacool. Và lần này thành công luôn. Chiêu này có một em Pokemon gì đây? Đây là Onicolon. Onicolon. Trời ơi, tên khó đọc nha. Bắt ẻm luôn nha các bạn ơi. Cứ Whipball mà xả thôi. Ôi, chưa được hả? Càng đấy. Whipball không được. Vậy thì Nestball thì sao? Oini Onicolon. Trời ơi. Đây ơi. Tên đọc muốn lẹo cái lưỡi nha. Vú lú này có chưa ta? Chưa có vú lú luôn. Lậm luôn. Nestball thôi. Trời, tính ra nhiều em Pokemon mình chưa có quá ha. Chắc mấy tập đầu mình bỏ qua kha khá đó. Tại vì không có Ball. Và Nestball thành công luôn nữa nè. Để mình coi. Hiện tại chúng ta đã đạt được 18%. Ok, dead rồi. Ê, một em Bido nè. Nếu đúng ra em này mình nên bắt bằng quả Ball xịn xịn. Luxury Ball. Ủa, không có quả đất trên người luôn á. Chán chưa? Nếu mà có Luxury Ball thì chúng ta có thể có khả năng để mà biến Bido này thành em Sir Bido á anh em ạ. Đây rồi. Ý, em này em gì đây? Nhìn lạ gì? Đây là Apoliva. Ôi, mình chưa có luôn. Ôi, Apoliva. Wow, trên người em này khá là nhiều mấy cái quả mọng ha. Ngon lành đó. Ui, không được, không được. Ok, không được thì mình phải đổi cho Zengu xử lý đi. Zengu lên được cấp 75 rồi đó. Cũng căng thẳng đó chứ. Ây da, đánh đào nha, hút máu nữa chứ. Ây da, chơi gì kỳ vậy? Ultra Ball thử coi. Hút máu hả? Và Ultra Ball lần này thành công nha. Chà. À, đây rồi. Thêm một em Pokemon mới nữa. Em này là Đức Liệt. Ui ui ui. Đến đi đâu vậy? Chạy đâu con sâu này. Tiếp tục là Whipball nha. Và lần này yes, vẫn thành công nha anh em. Đây rồi, có thêm khá Pokemon khác. Em Grimer này mình có chưa? Ơ, cũng chưa có luôn. Tính ra khá nhiều em mình chưa có đó ha. Grimer. Đó, ngon lành cành đào luôn. Ui, Charizard vừa lên cấp. Whopper này chưa có nè. Em chỉ hồng hạt thì hôm trước mình bắt rồi vậy. Whopper. Flamigo. Nó kêu tiếng kìa. Nó ở đâu vậy? Đây rồi, chúng ta được thành tựu gì đây? Bắt 10 Pokemon hệ đất. Ý, phía này có một em Pokemon gì đó nữa nè. Này mình có chưa ta? Chuto. Oh, Eternatus spawn. Oh, to vậy. Oh, Eternatus em ạ. À.
to phải trưởng. À, ngon lành nha. Em này thì Pokemon hệ rồng độc. Rồi, trước tiên là câu máu trước cái đã. Football trước đi. Mình không có Rimbon nên là mình không có xài cái combo của em Among Us được. Thôi, xài combo cũ nha anh em. Football không thành công. Ây da da. Em này quánh vải chưởng nha. Rồi điện đánh thử đi. Điện đánh hệ rồng nó bị giảm một nửa sát thương nè. Ok anh em. Mình có máu chậm chậm thôi. Có nhẹ nhẹ thôi. Được rồi. Chiêu chiêu. Ui. Gì ghê gớm vậy? Trời ơi. Thôi, crane này cũng được. Ây da. Thấy hơi căng căng rồi đấy. Mình có nên giảm nó xuống một máu không ta? Hay là mình sẽ bắt em luôn nha. Em này mình có thể xài Heavy Ball được. Kích thước em rất là to. Thử đi Heavy Ball nha anh em. Ui, Heavy Ball không được nha. Thằng đấy. Tiếp tục là Heavy Ball. Vẫn chưa được. Mình không thể cấu em xuống một máu được. Hơi căng một tí. Ây à. À đây rồi, em không thể đánh trúng được Zacian. Ngon quá. Vậy thì có thể spam được một lúc lâu đó. Tiếp tục là Heavy Ball. Ba quả chưa thành công rồi nè. Ui. Các bạn nhìn trong bụng em có cái xoáy gì kìa. Như là thiên hạ ở trong vậy. Wow, hôm nay nhìn rồng xương nha, nhìn đẹp thế. Rồng độc Eternatus. Đẹp điên luôn. À. Wow, nó màu hồng, nó xoáy xoáy màu hồng kìa. Ui. Heavy Ball không thành công. Căng đấy. Vậy thì chuyển qua Thunderbolt đi. Đang có tầm 267 quả nè. Ơ, Thunderbolt thành công luôn. Yes. Và chúng ta đã có thêm được một em Pokemon mới nữa. Đó chính là Eternatus. Trời ơi. Em này là em Toxel. Mình cũng chưa có luôn. Yeah, xịn nha. Wow. Heavon không chịu nhưng mà Thunderbolt thì chịu anh em ạ. Một quả được luôn. Đẳng cấp, đẳng cấp. Con sweep em rồi. Toxel. Cấp 25 mà bướng nhờ. Thunderbolt. Liverbolt đi. À, ngon lành luôn. Ý, bữa nay có một em Pokemon khác nè. Gì đó. Toxic Rod. Có chưa nhỉ? À, chưa có anh em à. Ok. Chưa có thì Whitbon thôi. Ngon lành. Trời ơi. Tiện bắt em Eternatus mà nó dễ vậy ta. Ê da da. Em này còn bộ căng. Con sweep đi. Rồi, một máu rồi nha. Úi xồi ôi. Bây giờ chưa phone sweep mình đam nó to lắm. Thôi thì Ultra Ball ha. Ultra Ball đi. Quả này mình cũng ít xài mấy hôm nay nè.
Crypto Sigroth. Và thành công luôn, ngon lành. Ồ, có mấy em đây nè, Solo Six chưa có luôn thì phải. Ok, bắt luôn. Solo Six. Và lần này yes, ngon lành. Thì nghĩ để mình lên trên này đi, mình học lại cái bộ skill chuẩn cho em Eternated này nha. Để coi lại nha, em này thì kích thước gì? Kích thước chuẩn nè. Cộng speed. Ok, đầu tiên thì Ucrot Poison này thì để nè. Dragon Punch. Dragon Punch hay Dragon Tail ta? Dragon Tail là xài được 25 lần. Dragon Punch. Ừ, xong rồi nha. Cuối cùng thì chúng ta đã có thêm một em Pokemon khác để mà đợi rồi. Meteoritus này mình nghĩ là mình sẽ sử dụng em luôn. Wow, kích thước chuẩn anh em ạ. À, em này to quá, rồng độc có xương to kinh khủng khiếp luôn. À, chúng ta đi thử đam nha. Ây da, trước mắt là đi mở đồ cái đã. Ở đây có một em gì đây? Hello, cho ra trận thử coi. Đây là Rapput. Đây nó mắc ca nên thử. Một chiêu dảnh luôn rồi. Em này chắc cấp thấp thôi, bắt bằng Liverpool cho lẹ nha các anh em. Trời ơi, không được. Hello. Ui, PP mắc. Ngon đấy. Wow, ở đây có khá là nhiều cái cây Master Chest ở đây ha. Ta lại ui, thêm một quả Master Ball nữa. Vãi cái trướng thật. Mình mới gặp một cái Master Chest bên kia, nhưng mà được một cái Baby Max thôi. Còn này được thêm một cái quả Master Ball nữa là quả thứ hai rồi. Ui, vãi trướng. Đỏ thật sự. Rồi, Pokemon gì đây? Hệ rồng và hệ lá. Vậy thì ít 4 sát thương với lại em Glacier của mình rồi. Chịu sao mà nổi đây? Đây là Apple Tune hả? Một cái táo, một cái quả táo lại là một con rồng được nhờ. Bựa vậy. Apple Tune. Latchia Dynamax lên nhìn to chưa kìa. Hay nha. Đi buổi tối nó lộ ra nhiều cái cây Master Chest lắm á. Chưa dảnh hả? Tên này cho dảnh luôn. Dảnh cứu tối. Uầy. Thằng này mình xài Dust Bomb thử coi. Không biết có được không nữa. Ê, ngon lạnh. Đây rồi, vùng đất nắm. Cuối cùng cũng tới. Ok, đó các anh em ạ. Dạ, cái này nó cao quá. Té xuống là mất máu hết. Đây rồi. Để mình tiến hành mình chế tạo súp nấm nha. Mushroom. Nó là mắc súp anh em ạ. Mắc súp. Đó. Còn một cái bát. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ để như thế này, 4 cái bát luôn.
Đây là mắt súc. Rồi. Hôm nay mình có chứ vậy? Cremoran, ế chưa có. Ngon lạnh luôn. Lụm luôn mà whipbone thôi nào. Trời ơi, đang chế tạo súp nấm à. Đâu ra xuất hiện. Và thành công nha. Ngon lành. Ok, để mình cho Charizard ăn thử súp rồi. Ăn súp rồi nè. Khi ăn súp là nó sẽ thông báo là Charizard Gen kia nó mắc factor. Rồi chúng ta coi thử coi. À, có một cái biểu tượng khác hả anh em? Đây nè. Mới. Ê. Em gì đây? Đây là Two Screw. Chưa có luôn. Mình sẽ tiếp tục bắt bằng Whipbone thôi nha. Wow, nhìn em Eternatus này ngầu thế nhờ. Đẹp vãi. Rồi em Charizard này ăn kẹo thử coi. Ăn 10 viên anh em ạ. Dù hơi tốn, nhưng mà chúng ta cũng đầu tư thử coi. Cho anh em có thể nhìn thấy hình dạng mà Gigantamax nó như thế nào. Đó, maximum luôn rồi nha. Mình coi quanh đây còn có. Đây đây đây. Mấy cái nấm mọc nè. Đi hái thêm nấm anh em ạ. Hôm trước mình hái bên này có hai cây à. Mình phải qua đây mình hái thêm á. Thêm hai cây nữa là chúng ta sẽ được một chén súp nấm nữa. Bên đây một cây rồi. Sẵn có boss chắc để mình thử luôn đi coi. Sanigat hay là em gì đây? Uầy. Thử đi. Thử va chạm cái đi. Gigatamax lên thử nha anh em. Ừ, nó to cỡ nào nha. Wow, đây là Palossen. Nó đổi tên chiêu nè. Khi mắc Will Fight. À, nó đổi hình dạng luôn. Wow, đẹp phải cái trưởng. Các bạn nhìn nè. Gigatamax Charizard. Ui, nó còn có hào quang nữa chứ, xịn vậy. Gigatamax thì nó sẽ đổi luôn cái form luôn anh em ạ. Wow, nhìn xịn thật sự. Và dãnh của tỏi chưa. Ui, mới mất cái giáp rồi. À, ngon nha, nhìn nó béo lên kìa. Nhưng mà chỉ có danh sách một vài Pokemon có thể ghi ra ta mắt lên thôi. Rồi những cái bụng nó to vậy. Rồi và ui chưa dãnh luôn. Đây rồi, dãnh của tỏi nghe chưa. Đèn 4 sao. Đèn này bắt thử bằng Ultra Ball coi. Trời ơi, không thành công mà, ổn đó. Ê, lại thêm một cái đen nữa. Chúng ta xuống thử coi. Ê, có cái nấm, trong đen luôn. Nè, nè. Còn đấy. Ok. Thiết nghĩ là mình sẽ chế tạo một cái chén súp nữa. Đó, để dành. Có rùm rùm pháo nước nè. Ê, chưa. Tính off rồi nhưng mà rùa pháo nước xuất hiện thì chắc cũng phải thử sức cái coi. Thôi, xài hệ tiên đi, hệ tiên hệ giác đấu đồ đều được mà. Ok, Behemoth Blade
Ấy quên, chiêu này giảm sát thương nè. Mình quên mất. Ui. Em này 4 sao và có 6 cái cây giáp ạ. Hơi căng đấy. Sắc resort đi. Mất thêm mấy cái giáp kìa anh em ơi. Hay quá, cây cuối cùng luôn. Sắc resort tiếp tục. Đây rồi. Chưa giảnh được. Khá trâu. 14% nữa. Mua blast phát đi. Xuyên giáp luôn. Đây rồi. Ngon lành canh đào. Wow. Em lại rớt thêm cho mình một cái silver bottle cap và một viên rare candy. Ui, có kim cương nữa. Cái này chắc mình bắt bằng next spawn đi ha. Ở nước mà. Biết đâu. Next spawn. Thành công nè. Ui, em này cộng defense nhưng mà trừ special defense hả? Last toy anh em ạ. Thiết nghĩ là mình sẽ cho em lên hình thái xịn luôn. Giga ta mắt luôn nha anh em. Mình hơi xài hao vào những cái em này rồi đó. Ok, cho ăn kẹo nào. À, em này 4 sao sẵn rồi. Trời ơi, nên là chỉ còn cho 2 viên nữa full. Mình không để ý. Quá đã. Thử nào, thử nào. Rù pháo nước. À, dưới đây là một em Whelmer. Thôi, mình chỉ xuống mình thử hình dáng thôi anh em ạ. Đó. Rồi. Lên nào, rùa pháo nước. Ui, hình thái đẹp thế nhờ. Wow, em có một đống súng trên mình luôn kìa. Rất là nhiều súng trên mai rùa luôn. Ý, xịn vãi. Wow. Đúng là cái hình dáng Giga Tamax này nó đẹp hơn là Dynamax anh em ạ. Dynamax nó chỉ phóng to lên thôi. Sắp hẹo luôn rồi. Và cái mơ này hẹo không? Dảnh của tổ của em mơ luôn. Rồi mình bắt em luôn nha. Đó, thành công. Wow, xịn nha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình đã rất là may mắn luôn khi bắt được em Eternated chỉ với Tamon và Heavyball nha. Ngoài ra thì mình cũng đã show cho các bạn hai hình thái Gigatamax đối với em Charizard và Blastoise. Đó. À, và chúng ta còn được thêm một quả Master Ball nữa chứ. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.